Xin chào các bạn, Thích Xê Dịch đã quay trở lại rồi đây. Pattaya là một điểm du lịch mới thu hút được lượng lớn du khách khi đến Thái Lan. Nổi bật tại điểm du lịch này có thể kể đến chính là khu chợ nổi bốn miền đầy màu sắc với những món ăn ngon. Với địa thế sông ngòi dày đặc, từ lâu văn hóa chợ nổi đã là một nét văn hóa đặc biệt riêng của các nước châu Á. Ngày nay, do sự phát triển của thương mại và hàng hóa, hình thức này hầu như chỉ còn tồn tại ở các tỉnh lỵ, địa phương. Thành phố Pattaya lại có cách riêng của mình để gìn giữ truyền thống này. Thời gian hoạt động chợ nổi từ 9 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần. Vé vào cổng chợ nổi Pattaya người lớn và trẻ em đều là 200 baht, tương đương với 70.000 đồng. Vì vé vào cửa rất rẻ nên là khu vực chợ nổi rất đông vào dịp cuối tuần. Bạn có thể lưu ý điều này để sắp xếp lịch trình hợp lý hơn. Ngoài ra còn có rất nhiều gói combo du lịch chợ nổi Pattaya, bao gồm dịch vụ đi thuyền, trò chơi zip line và chụp hình với trang phục Thái Lan truyền thống cho các bạn lựa chọn. Chợ nổi bốn miền nằm ở đường Sukhumvit Pattaya, cách ngã tư South Pattaya Road khoảng 5,3 km, phía bên trái đường cao tốc. Để đến được đây, các bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện di chuyển khác nhau như taxi, xe buýt, xe ôm. Chi phí trung bình cho quãng đường từ trung tâm Pattaya đến chợ nổi khoảng 200 đến 300 baht nếu đi du lịch Thái Lan tự túc. Vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, giá có thể cao hơn. Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể tham khảo các tour chợ nổi Pattaya giá rẻ nhé. Chợ nổi Pattaya được đưa vào hoạt động vào năm 2008, bao trùm cả một khu vực có diện tích lên đến 100.000 m², lọt vào top những chợ trên sông nổi tiếng nhất Thái Lan. Chợ được chia thành 4 khu vực, tượng trưng cho 4 miền của Thái Lan, bao gồm Bắc, Trung, Nam và vùng Đông Bắc. Mỗi khu vực lại bán những vật dụng, hàng hóa, sản vật đặc trưng của từng vùng miền. Lang thang trong khu vực này, các bạn sẽ bắt gặp nhiều hàng quán bán trái cây, đồ lưu niệm, đồ ăn vặt và một vài địa điểm được dành để làm khu triển lãm nghệ thuật. Chợ nổi Pattaya bày bán đa dạng các loại mặt hàng, sản phẩm đặc trưng của bốn miền Thái Lan. Khách du lịch Pattaya có thể thoải mái mua sắm quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang, các loại trang sức, dầu massage. Những món đồ xinh xắn dễ thương, giá cả tương đối hợp lý, không có tình trạng chặt chém nên bạn yên tâm lựa chọn tặng cho bạn bè và người thân nhé. Thông qua chợ nổi Pattaya, bạn có thể thuê một chiếc thuyền có người lái sẽ thuận tiện hơn trong việc thăm thú xung quanh chợ.
Chúng mình đã mua cả vé đi thuyền lúc vào rồi, nên là giờ chỉ việc xuống thuyền đi thôi. Tầm 30 phút là có thể đi từ đầu đến cuối chợ luôn. Nếu các bạn sợ nước, không thích chèo thuyền nên đi bộ dọc theo các gian nhà gỗ san sát nhau ở 4 khu vực, biết đâu lại khám phá được nhiều thứ hay ho hơn thì sao? Ngồi trên thuyền, các bạn sẽ cảm thấy phấn khích trước kiến trúc truyền thống độc đáo của người Thái. Chợ nổi được chia làm 4 khu vực, ứng với 4 vùng miền khác nhau của Thái Lan. Khu miền Bắc với phong cách đơn giản, có những ngôi nhà mái nhọn kỳ lạ và những thiết kế không quá cầu kỳ. Ngược lại với miền Nam, mái nhà được chăm chút kỹ lưỡng hơn, chạm trổ chi tiết bắt mắt. Bạn có thể nhìn thấy lối kiến trúc đặc trưng nơi đây với mái nhà cao vút, cong mềm mại, cùng với những đỉnh nhọn vô cùng ấn tượng. Đa số chất liệu được làm bằng gỗ, tạo nên cảm giác gần gũi, mộc mạc. Bao quanh khu chợ là dòng nước xanh, trong veo, tạo cảm giác thư thái, mát mẻ. Tại chợ nổi bốn miền có rất nhiều hoạt động thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm, như boxing trên sông. Môn thể thao này đòi hỏi hai võ sĩ phải giữ thăng bằng trên thuyền nhờ cây cột chân trượt và cố gắng hất văng đối thủ ra khỏi cột nước. Đu dây zip line. Nếu bạn là tín đồ của du lịch mạo hiểm thì trò chơi đu dây zip line là một lựa chọn đáng thử. Tốc độ trượt dây vừa phải trên không trung giúp bạn nhìn ngắm toàn vẹn khu chợ một cách đầy thú vị. Tuy nhiên do sự trì hoãn của dịch bệnh, chợ nổi chỉ mới mở lại nên các hoạt động vui chơi ở đây đều diễn ra chưa nhiều. Gần như bất kỳ thời điểm nào trong ngày, khu chợ nổi bốn miền Pattaya đều chìm đắm trong tiếng nhạc. Giai điệu du dương từ nghệ sĩ hát song, tiếng nhạc sập sình từ các cửa hàng hay các buổi biểu diễn âm nhạc đầy ngẫu hứng vào đầu giờ chiều cho đến cuối ngày. Không chỉ sở hữu những nét độc đáo trong kiến trúc, điều đặc biệt hấp dẫn du khách khi đến đây có lẽ nằm ở những gian hàng bán đồ ăn. Từ những món ăn vặt đường phố đến những món ăn truyền thống nổi tiếng của người Thái cũng được bày bán ở đây. Có một vài kinh nghiệm mà mình đúc rút được trong quá trình đi chợ là khi du lịch chợ nổi bốn mùa Pattaya, các bạn cần mang theo mũ nón, áo khoác, kem chống nắng vì ở Thái khá nóng bức. Điện thoại và máy ảnh nên có dây đeo hoặc bảo quản trong túi chống nước cho yên tâm.
Đặc biệt là nên hạn chế mang theo những món đồ giá trị bên mình và tham khảo giá trước khi mua hàng nhé. Trong này chính là một phòng trưng bày. Đây là chiếc xe ngựa của vua Rama IX dùng để đi thăm người dân. Vì những ngày cuối đời, ông không thể đi lại. Cố quốc vương Rama IX là một trong những vị vua được người dân Thái Lan rất yêu quý. Trong 70 năm cầm quyền, sức ảnh hưởng của ông đã góp phần định hình nên đất nước Thái Lan ngày nay. Ông hay đi về vùng quê để trò chuyện với người nông dân. Trong một chuyến đi đến các tỉnh Đông Bắc Thái năm 1955, ông quan sát bầu trời thấy mây rất nhiều, nhưng mưa thì không có giọt nào. Từ đó, ông đã nảy ra ý tưởng làm mưa nhân tạo. Vậy là kết thúc video khám phá chợ nổi tại Pattaya rồi. Nếu yêu thích video, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!